Vì mến chào tất cả cô chú anh chị đã vào xem video của anh Vy nhé. Ngày mới Vy chúc tất cả cô chú anh chị thật vui vẻ nha. Hôm nay anh Vy cũng đang tiếp cận một căn nhà bên kia kìa. Đấy, cũng hai vợ chồng già. Bây giờ Vy qua tìm hiểu 2 ngày rồi á, thì hôm nay Vy cũng lên đây mang phần quà hỗ trợ gia đình nhé. Lên đây thì mình lên đây Vy là phần quà gạo của bà Tám Cà Ná với cà khô nước mắm muối. Còn đây là bộ quần áo của cô ở Bình Dương giấu tên nhé. Qua đây thì hỗ trợ hai bà này. Thì qua đây á, mình lên núi lúc nào cũng vì mang theo bao gạo với là nước mắm á, vậy thôi. Vì ở đây người dân ta cần nhất là gạo này, nước mắm để ăn qua ngày, chứ ở đây mình cho tiền cũng không có mua được gì đâu. Ở đây xa lắm, đi xuống làng cũng rất là xa, nhưng mà đối với nếu ai có xe nha, đây cũng 2 tiếng đồng hồ. Còn những cô chú của bà con nào không có xe á, thì đi bộ khoảng ngày tính tới làng rất là xa. Vì lên đây vì biết đó, nhưng mà mình lại tăng bò. Còn Vy vào thăm hai bà nhé, xem hoàn cảnh như thế nào. Đây Vy hỗ trợ bao gạo trước. Chào ông nha. Các bà đâu rồi? Con chào hai bà nha. Thì ông năm nay nhiêu tuổi ông ạ? Năm 18. Năm 18, mình là 60 tuổi. Sinh năm 18. 58 là 65 tuổi. 65. 65 tuổi. Còn bà sinh năm bao nhiêu bà? 59. 59 tuổi hả? Ông bà 59 tuổi. Ông bà có mấy đứa anh chị nè? Bốn đứa à? Bốn đứa con trai đi lấy vợ hết rồi. Ồ, đứa con trai đi bắt vợ hết. Còn già không à? Vì mà mình bắt vợ hết rồi mai mốt già ai nuôi ai? Biết nữa. Thương thì nó qua, nó thương thì thương. Để mình chết đuối cũng được. Rồi bắt hết rồi sao mình để một người để ở nhà còn trông non ba mẹ già chứ? Tụi con có thích ở với mẹ thì cái đó do ý hai tụi con, chứ mình đâu có ép buộc được. Rồi bắt đi bắt xa không xa, cô? Gần đây 3 đứa. Dạ. Ở con. Với 1 đứa Úc. Dạ, bắt hết luôn. Ở đây thấy ai cũng bắt vợ sớm ha. Ở đây có 20 tuổi rồi bắt vợ. 20 tuổi rồi được á. Sợ nó học hết 12 rồi. Sợ nhỏ quá bắt cái con cũng có bắt vợ nhỏ đâu. Lớn hết rồi bắt vợ. 20, 21, 22. Lâm anh lấy một hộp sữa cho bé uống đi. Giang hộp sữa cho bé uống đi. Còn bò đó là bò ai không? Bò người ta gửi. Tặng cho bé một hộp sữa nha. Uống đi bé. Uống sữa đi. Vậy thì mình nấu ăn gì chưa không? Chưa nấu. Sao mà giờ này chưa nấu? Chưa đói à? Mới đi chích thuốc về xong rồi cắt ba cắt lưới thằng chia lưới xong rồi đi cục bò này. Gì? Nói là 2 giờ sau nó mệt mỏi quá. Mình tăng bảo thuê thì một năm mình bao nhiêu tiền? Một con tính 1 triệu một con. Một con tính 1 kiểu hả? Còn mình trong một năm á, một năm một con 1 triệu thì trong đó nhiều con á, mình chăn một năm thì ta đưa tiền mình hết ra đi từng lần tính lần chứ ta đâu có tính hết đâu. Dạ. Tính lần. Cho nữa mình ăn hết rồi ta cho nữa. Ăn hết rồi ta cho tiếp. Dạ. Ông bà sống ở đây lâu chưa? Ông bà được mấy năm rồi. Được mấy năm rồi. Ở đêm ông bà ngủ đâu nè? Ngồi đây nè. Ngủ đây mưa làm sao? Ngồi nhà thôi. Không có trăm bạc nữa. Không có xa đâu. Con thì là từ thiện á, hỗ trợ từ thiện, thiện nguyện á, thì con được mạnh thường quân ở trong nước ngoài nước á, gửi gắm số tiền. Qua đây thì mua phần quà gồm gạo với cá khô này kia á, thì hỗ trợ ông bà. Là mặc áo này người không? Bây giờ đi hai màu thì bà trong nào? Để cho đây, con cần chọn
mà xem mà bây giờ đây. Còn người trai người gái con hả? Gái trai thì con không mang theo, tại có mà con mang theo à. Con mang theo được không? Được không? Là lớn hả? Lớn giống hả? Được không? To hả? Xem cái này ha. Cái này đây. Sao áo quần to thế? Áo của cô ở Bình Dương gọi tới, không biết vừa ai. Cũng giống nhau chứ chắc á. Ờ. Ờ. Xem có được không mà mặc. Ủa sao ạ? Mặc màu sáng quá ai mà. Sáng hả? À? Sao to thế? Dạ cô thích màu tối tối. Tới đây, đây cô. Cái cô mà hay yeah. Sao áo bự bự thế? Ồ. Ai mà nó bự quá. Cái quần tôi à nó căng mặt trời. To, hai là đi về mà để to. Không có che rồi nhưng mà to. Trời ơi, áo quần to to không à. Được không? To quá ha. Áo to quá. Nó bên nào lên là lửa đồ nhỏ chút xíu vậy? Có đồ con trai mà con không mang theo lên lớn quá. Ở đây đây con cho hoàn cảnh nào hộp cái áo này cho bà thì để hôm sau nha coi nha. Hôm sau con kéo vào có nào hộp với bà thì con cho bà. Vì trong đó nhiều thấy gạo hả? Gạo em phân. Phân hả? Phân sao nhiều thế? Nhiều đâu, không lớn mà. Mười lần bằng mười lần không lớn một lần. Ai thì con ở đây cũng lên núi lúc nào con cũng mang theo một bao gạo á để hỗ trợ hoàn cảnh nghèo á con trao. Hoàn cảnh mình có nghèo không? Nghèo chứ sao không nghèo. Thế là biết nhà sao có nhiều. Dạ. Dạ. Con hỏi đùa thôi tại vì con cũng tìm hiểu rồi. Ai trao cho ông bà một bao gạo nha. Dạ. Bao gạo á. À, cô Tám Bà Ná đây cũng có một cái cá khô nè đó là chai nước mắm nha. Ui, cái nước mắm bị bệnh tại vì lên núi á, nó sọc đó đây đó. Một chai nước mắm Cà Ná bịch muối nè. Ông bà cảm ơn cô Tám Cà Ná đi. Cảm ơn hai con Cà Ná. Cô Tám Cà Ná hỗ trợ phần quà cho mình. Quà cho lên đây con dắt bao gạo đi đó. Còn phần nữa để xem hoàn cảnh nào hợp thì con sẽ cho. Để quay nhà mình một xíu. Mình chưa nấu cơm hả con? Sao ông nấu cơm? Nấu cho ăn hả? Ui nhà đây sao wow sao son nồi tùm lum ra đi à, ui khoai ui khoai gì đâu nhiều thế khoai cho heo sao mình không ăn này cho ăn à vàng hả sao mình lục ít thôi lục nhiều quá ăn nổi à nhả ui đau thì mình ăn chứ cái gạo mình còn ít chứ gạo sao còn ít vậy được có tiền mua là có ít là mình nấu cháo. Ủa ông đang phơi bắp hả? Bắp ở đâu phơi thế ông? Bắp ở rễ mình à rễ ông đâu vậy? Rễ xa lắm. Xa. Trên đạp. Ở trên đó nữa. Trên đạp đó. Rễ. Dạ rẫy trên đó rẫy dạ trong bò còn rẫy trên kia nữa rễ ông có ông có hai rẫy hả hai rẫy hai rẫy là giàu ấy giờ này em quay nhà anh em mình giàu biết đâu xem mà coi chú anh chị xem bao nhiêu có xem có giàu không á giàu lắm sáng giờ mình ăn cơm với vậy này chưa ăn ủa giờ này chưa giờ chưa ăn ăn gì hết á hành nắp cơm ăn nhìn ăn rồi đó cơm thì nấu đi dạ đu đậu mình có nuôi gà ha nuôi hai ba con ít à bắp này à tôi bắp nhiều thế
bắp quá trời luôn nè. Rồi cái đó bắp này mình trồng để ăn hay là mình để bán không? Để bán. Để bán à, kiếm tiền à, mua thuốc đồ hút cho không có tiền à, mua thuốc mua sao không kiếm tiền mua gạo ăn mà không kiếm tiền hút thuốc hút thuốc mà gạo nữa vậy không hút mình thôi mình là ăn à, mua gạo ăn gạo cũng hết rồi sắp hết rồi nè sắp hết rồi còn mấy lon gì hết rồi à, còn mấy lon này thôi. Ông bà ăn à, một bao đó ăn được mấy ngày được ui ăn lâu thế. Hết nó đâu có tiền mà mua đồ rồi. Dạ, ăn sợ hết không hả? Ăn thì dạ, ăn rau cũng tiết kiệm nữa ha. Giờ một lát ông bà làm gì? Phơi cắt lúa hả ông bà? Cắt lúa, chắc cục bò nữa. Dạ. Bảy bò cục. Con thấy ở đây rất lay á, à, ông rất lay đúng không? Rất lay không. Trai là bắt vợ, ừ. Bắt vợ với vợ luôn, không có qua nhà chơi luôn. Cũng có qua mà đều qua chơi. Thì à, qua chơi chứ không có. Ở chung với mình thì không có. Dạ. Yeah. Con trai, con gái thì ở với mình không có con gái. Dạ. Cho người ta hết. Nhà này ngủ rồi mưa tạt, ướt hết, không có tạt. Ngồi tròn chân ngồi về đây đâu. Dạ. Yeah. Gió thì nó tạt, bữa giờ mưa quá trời, giờ hôm nay nắng nè. Ừ, bữa giờ đã có mưa không ông? Mưa quá, nắng hai ba ngày nữa. Nắng à, thành phố cắt là lúa nè, nắng là. Uống sữa đi, uống sữa đi cháu. Uống sữa đi. Mình làm ruộng nhiều không ông? Ít hơn. Đến muốn rồi người ta làm người ta không làm mình hai muốn này, hai à, mình mướn là người ta à. Làm đó mình ở đây nè chăn bò dạ bây giờ thấy ông cắt lúa mà không có kêu máy cắt mình cắt tay không ông mai là nếu khả năng thì mai vô được nhưng mà tiền ở đâu mà cho mai rồi mình cắt xong rồi mình làm sao mình nhai hay mình đạp nhai chứ nhai hả? À. Ủa đường này thì đó nó có à, xe tới đây rồi được không à. Thấy đường nào đi tới đó, là đường con đi cơ tới hả à. Rồi má nhai đến đó bên này, bên này. À, qua đâu được đâu mưa ù me quá trời luôn nè ừ. Me tốt cực kỳ luôn ồ luôn gì sao chả được nở à. Đủ tiền thắng gì không hả ừ. Lúa đâu có lúa đâu có hết rồi luôn có hột luôn nè ừ. Ông có gieo phân gì không ông có cho mấy đợt gieo phân rồi bị bệnh hết rồi bị sổ ong bệnh sổ ong rồi bỏ tay ừ. Nhà bên tay nhỏ mình thì được nhưng mà nó tủ rồi mình thì đâu có được nữa gì yeah. Ừ. Lô không có hột nữa chứ đồ tiền mấy nhai chứ đâu vậy à. Có con cõi phải luôn nó ít còn chùm 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 nó còn động bột cỏ còn được nhiều ăn nhiều mình có lấy phân tiền phân ta không phân phân nhà nước cấp hả à? À, cấp cho mình khu này kia nọ ở đây phân nhà nước cấp luôn ừ. Hay ta sướng ta hộ nghèo mà nó cấp. Ông thuộc hộ nghèo hả? Ờ, hộ nghèo, nó dạ. Cấp, nó còn rồi, là, nó rồi, có cái nào. Gì hả? Ừ. Rồi dạ. Ông giống lúa này cũng là nhà nó cấp hả? Không, giống nhà nó cấp lâu rồi, 2-3 năm rồi, mình lấy giống nó lại, mình cắt lại. À, mình cắt xong mình trồng lại để giống. À, dạ, ừ. Mình hiện giờ mà là đâu có tiền mà mua giống hiện này là một bào là 400.000 tiền ở đâu.
mình mà mình cắt cắt mà mình phơi phơi khô hoặc mình gieo lại à, à vậy đó dạ. Nay mà lấy phân người ta tức độ từng phân luôn quá à, đúng rồi mà nó lấy phân từng cày của họ nè và rồi là gieo cho người ta hết đó dạ, đúng rồi từng phân từng cày nữa ừ. À, mình có cày không hay là mình không cày không cày cày chứ ồ ừ. Lúa này mà cày vô tiền cày cho có chừng nhai trả hết cho người ta rồi đâu ăn được, cái nó còn ba hai bao rồi mình thấy ăn không nhiều thì mình nói cháu ăn cháu ăn tất cả xem lúa này không có hột hạt luôn à, làm lúa khổ chắc gieo phân ít quá có thôi nằm quá rồi ở đây nhà nước thôi hỗ trợ con đỡ ừ. Bà chục con à, làm bà tăng bò ông cắt lúa ơi rồi đó thôi con xin phép về nha à, rồi. À, con chúc ông bà thận như sức khỏe nhé à, cảm ơn đại tá đây nó có hột mà có lép, hột gì lép con vậy lép lép rôm cho bò ăn à, có hột cái gì chứ nghe ô tội ghê thật chứ làm lỗ làm được 3 tháng không ông hả lúa này mình làm được 3 tháng không có chứ 3 tháng con về nha.